Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì trở lại với một cái cuốn sách mà anh em bên Máy Móc Minh Trí sưu tầm được, thì mình xin chia sẻ lại miễn phí cho anh em. Đấy chính là cuốn sách Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao do tác giả Hùng Lê. Và đây là cuốn sách do nhà sách bản Bách Khoa Hà Nội biên soạn. Với giá của cái cuốn sách này, đây, nhà xuất bản là Bách Khoa Hà Nội đang bán là 98.000. Thì cái cuốn sách này bên mình ấy, xin nhắc lại là mình sưu tầm những cái cuốn sách về sửa chữa xe máy để chia sẻ miễn phí đến tất cả anh em, không lấy lợi nhuận một chút nào, cam kết 100%. Đấy là cá nhân mình đảm bảo với cả anh em. Thì cái cuốn sách của tác giả Hùng Lê này bao gồm là kiến thức cơ bản về sửa chữa xe máy, tiếp đến là bảo dưỡng đúng cách, kỹ năng cơ bản về sửa chữa, phán đoán và loại bỏ những sự cố thường gặp ở xe máy. Tác giả rất là đầy đủ luôn. Và anh em có thể thấy là cuốn sách được in rất là rõ nét. Ở đây thì tôi không đi sâu vào chi tiết của cuốn sách, bởi vì tôi cũng không thể nào mà có những cái kiến thức cao siêu để chia sẻ lại cho anh em. Nhưng mà tôi có thể đi tìm kiếm những cái cuốn sách phục vụ trong công việc sửa chữa ô tô, xe máy, để phục vụ trong công việc hàng ngày của anh em. Thì cái cuốn sách Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao của tác giả Hùng Lê này là một trong những cuốn mà anh em nên có gối đầu giường, và giá của nó cũng chỉ bằng bát phở thôi anh em ạ. Rất là rẻ luôn. Cách đọc bản vẽ lắp ráp. Đấy, rất là chi tiết nhé. Và tác giả cũng có đầy đủ hình ảnh, cấu tạo, sơ đồ và chi tiết rạch ròi để chúng ta có thể biết được sơ đồ chuyển động của một chiếc xe. Rất là tốt. Ở đây thì có cách sử dụng đồng hồ vạn năng này. Đó, khi anh em mua những cuốn sách này anh em có thể biết được những cái thiết bị phục vụ trong công việc sửa chữa, cũng như là các cái thông số này. Tác giả họ làm rất là chi tiết. Ở phần này thì tác giả cũng có nói thêm về những cái phần về bảo dưỡng xe máy, kiến thức cơ bản, để khi các bạn có thể là trong công việc hàng ngày chúng ta bảo dưỡng một chiếc xe thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu, chúng ta làm như thế nào cho đúng cách và chuẩn bài. Thì tác giả họ làm rất là chi tiết. Bảo dưỡng xe máy đúng cách này. Đó, tôi chỉ đi qua cơ bản thôi. Bảo dưỡng bộ lọc không khí này. Anh em có thể thấy là tác giả viết rất là chi tiết, cũng như là đầy đủ hình ảnh đi kèm để cho anh em chúng ta một cách dễ hiểu nhất, và tóm tắt được đầy đủ ý nghĩa để anh em chúng ta hiểu được ý của tác giả muốn nói trong cái công việc sửa chữa xe máy của mình. Và cuốn sách này nhá, là Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao do nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội biên soạn với tác giả là Hùng Lê. Đó, thì giá của cuốn sách này đang bán với giá là 98.000 thôi anh em. Thì bên mình sẽ chia sẻ miễn phí cái cuốn sách này đến tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu mua thì bên mình có thể để lại cái cuốn sách này với giá là 98.000 và thêm một chút tiền ship nữa. Mình xin nhắc lại là cá nhân mình cam kết không lấy bất kỳ cái lợi nhuận nào về cái cuốn sách này, bởi vì là anh em thợ sửa chữa xe máy đã mua sản phẩm ủng hộ cho bên Máy Móc Minh Trí rất là nhiều và đã tin tưởng sản phẩm bên mình. Cho nên là từ đây trở về sau, bên mình sẽ chia sẻ những cái cuốn sách hay phục vụ trong công việc sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, rửa xe gara của anh em thợ toàn quốc. Đó, thì cuốn sách này là một trong những cuốn mà mình đã sưu tầm được. Anh em nào cần cái cuốn sách này, các bạn có thể liên hệ với cả bên mình qua Zalo. Mình có thể để lại, hoặc là có thể nếu như mình đã bán hết rồi thì mình sẽ chia sẻ lại cái nơi bán cuốn sách này để cho anh em chúng ta mua và đặt hàng anh em nhé. Rất là hy vọng với những cái kiến thức mà tác giả chia sẻ trong cái cuốn sách Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao tác giả Hùng Lê, thì các bạn có thể là có được nhiều kiến thức hơn để phục vụ trong công việc hàng ngày sửa xe máy anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video chia sẻ sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là máy móc minh trí.com hoặc là minh trí máy móc.com, các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sen Đỏ, Lazada, fanpage cũng như là YouTube của bên mình là máy móc minh trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.